Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về được một cây búa dòng chuyên dụng để đập đá của thương hiệu Đốc Du. Cây búa này thì nó tổng cân nặng cả cán là 4,2 kg và chiều dài toàn thân cây búa là 90 cm. Nó thuộc thương hiệu Đốc Du của Nhật nha. Đây là cái dấu mộc thương hiệu Đốc Du. Đó, dấu mộc của nó. Cây búa này thì nó là chưa sử dụng. Đầu nó là chưa sử dụng luôn. Nó có đỡ ngoài nắng ngoài mưa thì nó có một vài vết ố. Đó, anh em xem, cái đầu nó chưa sử dụng. Tổng cân nặng là 4,2 kg. Còn nghiền tem cho anh em. Cán gỗ rất là nhẹ ha. Cái dòng này thì nó thiết kế là nó chuyên dùng để anh em đập đá này. Anh em thợ đá thì hay xài những cái này. Nó còn mới chưa sử dụng nha anh em. Mình muốn giao lưu với anh em cây búa đập đá Đốc Du này với giá là 800 nghìn, chưa bao gồm phí ship một cây này. Mình chỉ có một cây duy nhất thôi nha anh em. Đó. Giá 800 nghìn, chưa bao gồm phí ship. Dài 90 cm, nặng 4,2 kg, quyền cả cán. Đó. Đầu búa này nặng khoảng 4 kg này, cái cán này nặng cùng lắm là khoảng 2 lạng. Cán nó rất dài nhưng mà rất là nhẹ. Nó tập trung lực vào một điểm của đầu búa. Mình xin nhắc lại là mình muốn giao lưu anh em cây búa đập đá Đốc Du này với giá là 800 nghìn, chưa bao gồm phí ship một cây. Mình chỉ có một cây duy nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.